Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học đã được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai có hiệu quả với 100% học sinh sinh viên đăng ký tham gia các hoạt động phong trào của đoàn phát động. Với nhiều hoạt động phong phú, nhiều chương trình hành động cách mạng thiết thực được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của các tổ chức đoàn ở từng đơn vị đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của các bạn trẻ, tạo nên hiệu quả tích cực trong hoạt động đoàn và phong trào thanh niên trường học của tỉnh Bạc Liêu. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng, đã tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên có nhiều cơ hội học tập, rèn luyện, tiếp cận công nghệ thông tin và khoa học hiện đại, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng sống và tích lũy tư duy, phát huy tính sáng tạo, tình nguyện xung kích của tuổi trẻ vào sự nghiệp phát triển của quê hương đất nước. Đặc biệt, cùng với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, đã tạo điều kiện cho tổ chức đoàn các cấp trong tỉnh nâng cao vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà. Trong đó, tổ chức đoàn thanh niên trong khối trường học đóng vai trò hết sức quan trọng. Sự gắn kết chặt chẽ giữa đoàn thanh niên khối trường học với tổ chức xã hội, các cơ sở đoàn ngành, địa bàn dân cư, lực lượng vũ trang đã tạo nên sức mạnh cho phong trào đoàn trong trường học ngày càng phát huy mạnh mẽ. Thể hiện rõ nét nhất là trong các chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tiếp sức mùa thi, tư vấn hướng nghiệp, hướng nghề cho học sinh sinh viên. Đoàn trường Đại học Bạc Liêu trong những năm qua được xem là lá cờ đầu của tỉnh trong các hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu niên trường học. Đoàn trường hiện có 11 đơn vị trực thuộc, trong đó có 4 đoàn khoa, 1 đoàn khối, 2 chi đoàn trực thuộc, 3 câu lạc bộ và 1 ban vận động hiến máu tình nguyện. Với tổng số hơn 3.200 đoàn viên thanh niên, trong đó có 140 cán bộ giáo viên tham gia sinh hoạt đoàn. Đây là một lực lượng đông đảo góp phần tạo nên thế mạnh của đoàn trường Đại học Bạc Liêu trong các hoạt động của công tác đoàn và phong trào thanh niên tỉnh nhà. Trong thời gian vừa qua thì dưới sự chỉ đạo của đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường cũng như tỉnh đoàn Bạc Liêu thì đoàn trường hội sinh viên trường Học Bạc Liêu đã tập trung vào công tác giáo dục về đạo đức tư tưởng cho đoàn viên thanh niên trong toàn trường. Bên cạnh đó thì cũng tạo ra nhiều hoạt động để các em có môi trường thực hiện cái việc học và rèn luyện của mình tại trường Đại học Bạc Liêu. Thứ nhất là tập trung cho các bạn tham gia các phong trào nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh sáng tạo trong học tập cũng như trong hoạt động và tạo ra nhiều câu lạc bộ đội nhóm về chuyên môn cũng như về các kỹ thực hành các kỹ năng xã hội để các bạn có thể vừa học tập vừa rèn luyện. Trong thời gian vừa qua thì các phong trào chủ lực của đoàn trường hội sinh viên trường đó là phong trào sinh viên với nghiên cứu học, sinh viên với các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, ví dụ như tổ chức thực hiện các chiến dịch xuân tình nguyện, hè tình nguyện, các đợt hiến máu tình nguyện nhân các ngày lễ lớn trong năm. Đồng thời cũng về phía hội sinh viên trường thì cũng tập trung triển khai phong trào sinh viên năm tốt cấp trung ương của tỉnh và của trường để các bạn sinh viên có môi trường để rèn luyện, để cho bản thân các bạn có thể hoàn thiện hơn, để các bạn có thể hoàn thành tốt chương trình học tập và sau khi ra trường các bạn có thể có được một cái hành trang vững chắc để có một cái công việc cho nó hợp lý. Trong thời gian tới thì đoàn trường hội sinh viên trường cũng tập trung vào việc hỗ trợ đồng hành các bạn đoàn viên thanh niên hội viên trong vấn đề học tập cũng như rèn luyện, đặc biệt là thời gian tới đây sẽ đẩy mạnh phong trào sáng tạo nghiên cứu khoa học trong sinh viên và tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động tình nguyện của các em đi vào chiều sâu và gắn với lĩnh vực chuyên môn của các em đang được học tập tại trường. Trong các mặt hoạt động của chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên khối trường học, ấn tượng mà tuổi trẻ đoàn trường Đại học Bạc Liêu ghi dấu trong cộng đồng là các hoạt động mang tính chất tình nguyện vì an sinh xã hội. Có thể kể đến như phong trào hiến máu tình nguyện, tiếp sức mùa thi, các chiến dịch tình nguyện hè. Mỗi phong trào, mỗi chương trình hoạt động mà đoàn trường khởi xướng đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn trẻ, những sinh viên, đoàn viên thanh niên trong nhà trường. Thông qua 3 năm học tập thì những hoạt động của trường như là tham gia các câu lạc bộ vì người nghèo, tham gia câu lạc bộ tin học thì rèn luyện cho em những cái kỹ năng về chuyên ngành về sau này, và những cái hoạt động của câu lạc bộ vì nghèo như tặng quà Tết Trung thu
hay là đi về nguồn thì giúp em là nhận thức được cái ý nghĩa của cuộc sống cộng đồng, mang lại cho em là cái niềm vui trong cuộc sống, là giúp đỡ được mọi người khó khăn. Và hoạt động hiến máu tình nguyện là một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, thì giúp em cảm nhận được là em thấy cuộc sống của mình là cho đi một giọt máu nhưng mà rất là có ích cho đời. Đối với công tác hội là một cái công tác mà vận động những người trẻ, thì em nghĩ tất cả các bạn trẻ thì trong trái tim mình đều có một cái ngọn lửa nhiệt huyết, thì công tác hội chính là một cái ngọn lửa, một cái mồi châm, những cái ngọn lửa đó để cho cái sức trẻ của các bạn được lan tỏa đến những cái công tác xã hội. Và ngoài ra thì công tác hội những cái công tác mà em đã từng tham gia thì là một cái cầu nối để kết nối những bạn trẻ, những bạn sinh viên đang học tập tại trường Đại học Bạc Liêu với hòa nhập với những cái công tác xã hội và đến gần với những người xung quanh, làm cho các bạn cảm thấy là các bạn có một tuổi trẻ được trải nghiệm một cách ý nghĩa đối với mọi người xung quanh, đối với môi trường mình đang sinh sống. Thì đó, thì em nghĩ cái đó là cái hiệu ứng tích cực nhất. Và bên cạnh đó thì thông qua một bạn tham gia vào công tác hội thì các bạn sẽ có cái nguồn cảm hứng, các bạn sẽ lan tỏa cái ngọn lửa đó đến tất cả các bạn sinh viên khác, và chúng ta sẽ vận động được nhiều hơn cái lực lượng về cái nguồn nhân lực để hoàn thành những cái nhiệm vụ và cũng như là những cái trách nhiệm, những cái mục đích mà công tác đoàn và công tác hội nói chung. Đối với cá nhân em thì tất cả các hoạt động của hội em đều tâm đắc hết. Nhưng có một đặc biệt, có một cái hoạt động của công tác hội mà em chưa bao giờ bỏ qua, đó là chiến dịch mùa hè xanh hàng năm. Thì đối riêng với chi hội sinh viên thành phố Bạc Liêu á, và nói riêng và các chi hội của hội sinh viên trường Đại học Bạc Liêu nói chung, thì hàng năm chúng em đều tổ chức cho mình một cái chiến dịch gọi là chiến dịch mùa hè xanh. Thì cái chiến dịch đó chúng em sẽ khoác lên mình một cái màu áo của hội, màu áo của thanh niên, và chúng em về những cái vùng quê để xây dựng nông thôn mới, văn minh nếp sống đô thị và giúp cho các bà con ở đó có một cái cuộc sống tốt hơn với những cái hoạt động mà em cảm thấy nó thiết thực và nó gần gũi đối với nơi mà mình đang sinh sống. Ví dụ như là xây lắp cầu đường, rồi gắn bóng đèn điện, vệ sinh, phát quang bụi gặm, cũng như là tuyên truyền và vận động về những cái bệnh sốt rét, sốt xuất huyết. Thì em cảm thấy là cái sự ý nghĩa của những cái hoạt động đó nó làm cho em cảm thấy mình, trái tim của mình nó ấm hơn, và mình có cái ngọn lửa nhiệt huyết của mình nó cháy hơn, và mình có cái tâm huyết đối với những hoạt động đó, và từ đó mình sẽ tận dụng cũng như là cống hiến hết cái sức trẻ của mình đối với hoạt động xã hội. Để công tác đoàn và phong trào thanh niên trong trường học phát huy hiệu quả, ngoài những nỗ lực của những người đảm nhận vai trò là thủ lĩnh thanh niên, thì sự quan tâm, khích lệ, tạo điều kiện tốt nhất có thể của đảng ủy, ban giám hiệu trường Đại học Bạc Liêu đã giúp cho hoạt động của tổ chức đoàn trường ngày càng có chiều sâu và thu hút sự tham gia nhiệt tình của các bạn trẻ. Với vai trò trách nhiệm là cái bí thư cấp ủy cũng như là thủ trưởng của đơn vị, thì các cái đối với trường học thì hàng năm nhà trường đều có dành một cái khoản kinh phí nhất định để tạo điều kiện cho các hoạt động của đoàn thanh niên cũng như cái hội sinh viên. Ngoài ra là các cái hoạt động mang tính tập thể, hoạt động lớn của nhà trường thì nhà trường tạo điều kiện mọi phương tiện về di chuyển, xe cộ gì đó thì cũng giúp cho các em nó đi. Ngoài ra thì các hoạt động khác như là mình giúp cho các em thực hiện công tác xã hội hóa, cũng như giúp làm thư ngõ gửi các đơn vị rồi để nhận khoản tài trợ, để cũng cộng đồng trách nhiệm bên trường để cùng giúp cho các em có điều kiện tốt nhất để cho quá trình hoạt động cho công tác toàn thể nói chung tốt trong nhà trường trong suốt thời gian vừa qua. Trong những năm qua, thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trong trường học, đơn vị Thành đoàn Bạc Liêu đã triển khai nhiều kế hoạch, chương trình hành động thiết thực cụ thể đến các đoàn trường, các liên đội trên địa bàn thành phố, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các đoàn trường và các liên đội, tổ chức nhiều hoạt động phong phú thu hút các bạn trẻ tham gia. Thành phố Bạc Liêu có 4 đoàn trường trung học phổ thông và 25 liên đội. Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành đoàn luôn quan tâm đến công tác đoàn đội và phong trào thanh thiếu nhi. Hàng năm thì chỉ đạo các đoàn trường trung học phổ thông tổ chức đại hội đoàn trường, chỉ đạo các liên đội tổ chức đại hội liên đội. Đồng thời chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống trong thanh thiếu nhi, tổ chức các hoạt động như khi tôi 18, hội thi tinh học trẻ, các hoạt động 9 tháng giêng, đặc biệt là các hoạt động chào mừng 20 tháng 11. Hướng tới, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức họp mặt 20 tháng 11 nhằm tri ân các anh chị,
bí thư, phó bí thư đoàn trường và các anh chị giáo viên tổng phụ trách đội với những đóng góp cho công tác đoàn đội trong thời gian qua. Các hoạt động của các đoàn trường, các liên đội đã góp phần rất lớn cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Bạc Liêu. Hơn 16 năm đảm nhận vai trò giáo viên làm tổng phụ trách đội, thầy giáo Quỳnh Hồng Phi được biết đến là một tổng phụ trách đội năng động của trường trung học cơ sở Bạc Liêu, Ninh Bình, thành phố Bạc Liêu. Hoạt động đội ở trường trung học cơ sở Bạc Liêu, Ninh Bình giờ đây không còn giới hạn ở khuôn khổ của những buổi họp ban chỉ huy liên đội một cách khô khan. Thay vào đó là nhiều hình thức hoạt động phong phú được thầy giáo Quỳnh Hồng Phi sáng tạo và triển khai cho liên đội thực hiện. Chính những hoạt động phong phú đó đã thu hút các em học sinh trong trường cảm thấy thích thú và hăng hái tham gia phong trào. Đối với việc vừa học mà vừa tham gia phong trào đội của trường cũng như là thầy Phi đưa ra thì chúng em cảm thấy là cái việc học tập mà vừa được vui chơi giải trí thì rất là bổ ích cho học sinh. Vì sau những giờ học căng thẳng mà có những cái phong trào như vậy thì giúp ích cho chúng em rất là nhiều. Thứ nhất là có thể là cảm thấy con người mình nó vui hơn và học tập sẽ có hiệu quả hơn. Các phong trào đội ở trường thì tổ chức cho các em được vui chơi, giúp ích được nhiều trong các cuộc sống, tạo ra những sân chơi lành mạnh, vừa học tập mà vừa tham gia các hoạt động đó thì nó giúp ích là giúp mình tự tin hơn, có nhiều kiến thức, kỹ năng trong học tập rất nhiều và tạo cho mình cái hứng thú để học tập. Công tác đoàn đội trong trường học là một công việc không hề đơn giản, đòi hỏi người cán bộ đoàn hay người tổng phụ trách phải hết sức nhạy bén, năng động, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, phù hợp với tâm lý học sinh. Từ đó mới thu hút được các em đến với phong trào. Chính vì thế, bên cạnh cái tâm và cái tài, những cán bộ làm công tác đoàn đội trong trường học rất cần sự ủng hộ của đoàn cấp trên, cũng như từ phía ban giám hiệu nhà trường. Từ khi tôi ra trường, thì với cái tinh thần sức trẻ thì ban giám hiệu nhà trường mới phân tôi đảm trách cái nhiệm vụ là tổng phụ trách đội ở trong trường. Thì nhiệm vụ cơ bản đó là tham mưu và phối hợp để đưa cái phong trào đội của trường ngày một đổi mới đi lên. Thì với sức trẻ và nhiệt huyết của mình thì hàng năm thì tôi thường tham mưu cho ban giám hiệu những cái phong trào đổi mới để tạo nguồn lôi kéo học sinh, cuốn hút các em học sinh để từ đó các em không có sự nhàm chán trong công tác đội. Thì với cái nhiệt huyết của mình nghĩ là vì đàn em thân yêu, mình hòa đồng với các em để cùng nhau giúp cho cái phong trào đội ngày càng vững mạnh và thực hiện theo cái phong trào chung của ngành giáo dục là ngôi trường thân thiện. Thì để làm được cái chuyện đó thì tôi cũng may mắn là công tác tại một cái ngôi trường thì ban giám hiệu luôn luôn lúc nào cũng có sự quan tâm, đặc biệt là quan tâm về cái đội ngũ phụ trách đội. Thì khi tôi tham mưu bất kỳ một cái việc gì mà liên quan đến học sinh, có lợi ích cho học sinh thì ban giám hiệu đều duyệt hết. Và trong đó thì nhiều năm thì mỗi phong trào như vậy đều có cái đội mới riêng biệt của nó. Thì Quỳnh Hồng Phi với 16 năm kinh nghiệm giảng dạy và cũng từ ngày năm thì Quỳnh Hồng Phi tham gia làm công tác đội làm tổ phụ trách. À, thời gian thầy Phi về công tác tại trường, thầy Phi đã dìu dắt các em và đẩy mạnh cái hoạt động đội. Thầy Phi là người khởi xướng ra nhiều cái phong trào để giúp cho các cái hoạt động của liên đội ngày càng đi lên, cũng như có những cái sự đa dạng về các hoạt động. Một điểm sáng trong hoạt động đoàn trường học của thành phố Bạc Liêu trong những năm qua đó là đơn vị trường trung học phổ thông Bạc Liêu. Với lợi thế là có học sinh đông, là lực lượng chủ đạo tham gia nhiều phong trào hoạt động của tổ chức đoàn. Nhưng vấn đề quan trọng là người thủ lĩnh đoàn của trường trung học phổ thông Bạc Liêu đã thật sự tâm quyết, biết cách khơi dậy tinh thần nhiệt huyết của các bạn trẻ là đoàn viên thanh niên, học sinh trong nhà trường bằng việc tổ chức nhiều hoạt động hữu ích, thu hút các bạn học sinh tham gia. Trong tất cả các hoạt động của đoàn thì em thích nhất là cuộc thi tìm kiếm tài năng. Tại vì bản thân em là một người rất là thích hát, với lại có thể là khi sinh ra em có thể là sở hữu được cái giọng hát, nói chung là có thể gọi là hay. Nên em rất thích cái cuộc thi hát đó, nó giúp em đứng trên sân khấu thể hiện cái đam mê của mình. Em được tham gia các hoạt động của đoàn trường thì em cảm thấy là tinh thần em sảng khoái hơn, là có giúp em có động lực để học. Rồi ví dụ như là trong cái cuộc em rất là thích hát,
trong cái cuộc thi hát của đoàn trường do trường tổ chức thì làm cho em cảm thấy là tìm thấy được cái tài năng của mình, năng khiếu của mình, rồi làm cho em có tinh thần học hỏi, và có lúc mà quay trở lại việc học thì sẽ cảm thấy tinh thần là được được là reset lại, cảm thấy là vui vẻ hơn. Vị thủ lĩnh thanh niên của trường Trung học phổ thông Bạc Liêu là thầy giáo Lê Hải Nam. Là một người trẻ năng động, bên cạnh việc làm tốt công tác chuyên môn của mình là một giáo viên, đảm nhận vai trò bí thư đoàn trường. Thầy giáo Lê Hải Nam luôn mong muốn tạo ra một sân chơi hữu ích, lành mạnh cho các em học sinh trong trường, giúp các em hăng say đến với phong trào đoàn sau những giờ học căng thẳng để rèn luyện thêm kỹ năng sống cho mình. Tôi về trường cách đây 14 năm thì cũng đã tham gia vào công tác đoàn. Thì nó giống như là nó ăn vào trong máu rồi. Cho nên khi tham gia có hoạt động á, mình biết môi trường đoàn là một cái môi trường để cho học sinh rèn luyện. Và cái cả về tư tưởng, đạo đức và cái năng lực của các em. Thành ra các cái hoạt động của đoàn trường luôn luôn cố gắng làm sao tạo được cái môi trường tốt nhất để các em nó rèn luyện. Rèn luyện cả về cái ý thức tập thể, rồi rèn luyện các cái kỹ năng mà hiện nay ở Bạc Liêu của chúng ta, hiện nay cái môi trường này kỹ năng cho các em còn rất là thiếu. Thì khi tham gia các hoạt động đoàn như vậy thì các em sẽ được xây dựng một cái môi trường tốt để các em tự mình rèn luyện cái kỹ năng cho bản thân và rèn luyện những năng lực. Thì qua những cái hoạt động của đoàn trường, ví dụ như từ đầu năm đến giờ, đoàn trường đã tham gia các cái cuộc thi và tổ chủ động tổ chức các cái hoạt động rất là lớn như tìm kiếm tài năng, rồi thi giải bóng chuyền vân vân. Thì các em tham gia rất là tích cực, nhiệt tình và phát hiện ra rất nhiều tài năng của các em thể hiện qua cái cuộc thi đó. Thì mỗi cái tài năng mà các em thể hiện thì được đoàn trường sẽ chú trọng và bồi dưỡng và phát triển cho các em, tạo cái sân chơi để các em có thể thể hiện mình, và qua đó thì tạo cái sự tự tin cho các em khi đứng trước mọi người. Bằng nhiều hoạt động phong phú, với lợi thế là có lực lượng đông, trẻ, nhiệt tình, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên trường học đã có những đóng góp đáng kể cho thành quả chung của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Bạc Liêu trong những năm vừa qua. Và để công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong trường học tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực hơn nữa, cần lắm sự đồng hành hỗ trợ và tạo điều kiện từ phía các cấp bộ đoàn, cũng như từ phía ban giám hiệu của các nhà trường. Chuyên mục Tuổi Trẻ Bạc Liêu kỳ này kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.